Yo, hello nha, chào mừng nha, chào mừng quay trở lại với channel của mình là Tiểu Tử Đường Phố đây, rất mừng nha. Xin chào tất cả anh em game Hải Tặc Đại Chiến nha, lại là mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đây, rất vui bạn ạ. Ok, quay lại clip hôm nay thì trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vẻ đừng quên ấn like, share. Anh em thấy đăng ký kênh nha, đăng ký góc phải mình cho mọi người rất nhiều và rất mong được anh em đăng ký ủng hộ kênh giúp kênh phát triển hơn ạ. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi xem hiện giờ bên game có gì hot không anh em. Đó, hôm nay là ngày cập nhật sự kiện mới rồi, xem bên game có gì hot không, sau đó thì sẽ nhập code săn tướng xem vào mới nha các bạn nhá. Cơ bản là sẽ xấy sự kiện lần này. Nhưng mà tuần này vẫn chưa ra tướng mới anh em, tính ra là tuần này chưa ra tướng mới đâu, như đây sự kiện Noel thôi. Chỉ một sự kiện Noel tuần này ra cũng khá là hot đấy các bạn. Đây, đầu tiên thì nó gửi quà hàng ngày, các bạn sẽ nhận được 100 hồn hải tặc này, chứ nó cũng được. Ok, giờ mình sẽ xem qua sự kiện rồi chúng ta vào sấy sự kiện nhá. Sấy qua sự kiện xem có gì hot không. Hôm qua thì mình tranh thủ hôm qua đang sự kiện tặng tặng 5 ca sấp với cả 10 ca sấp, mình có làm một con ạc sẵn rồi anh em. Nên là giờ đang cũng có hơn 50 thùng bia rồi, chỉ việc qua sấy thôi. Event cuối tuần này chúng ta được xem nào, tinh lũy xếp. Ui ngon nhỉ, mấy mốc cuối ngon nhỉ. Ui tuần này có 85k thôi à, 85k xếp là full rồi anh em này. Nhưng mà được hai cái hệ thông minh này, ngon. Lấy hộ trang bị anh em lại đổi đồ này. Mình chắc tuần này mình sẽ đổi lấy một bộ hải âu anh em. Còn đâu nếu có kim cương thì sẽ đổi thêm một bộ hộ cho cháu Usopp anh em, bộ xạ thủ cho Usopp. Cứ tính toán vậy chứ đã. Chúng ta có tiêu phí kim cương với mốc 15k lần này thì anh em sẽ nhận được một cháu Sanri NV nhá. Nói chung là được đấy, anh em cố gắng tiêu, mình chắc cũng cố gắng. Chiêu mộ hải tặc. Lần này thì được 4 mỗi vòng, mỗi cái loại này được 4 vòng nha bạn nhá, được 4 lần luôn nhưng mà cũng chả gì ngon. Chúng ta giờ tích tuyên hiệu, chắc mình ạc lại ạc chính mình vẫn tích tuyên hiệu để tuần sau. Có hồn hải tặc này anh em này, hồn hải tặc thì khá là ok khi các bạn đổi được thùng bia vàng cũng như là vàng biết đổi bao nhiêu lần nhỉ? Nên nó vẫn chưa anh em. Ngoài ra đổi được cả form này, chắc tí mình sẽ cố gắng tích để đổi form anh em. Và triệu hồi hải tặc, cái này là mình thấy ok nhất này, bốn loại hai tướng đó ngon, chắc mình sẽ ăn hết gói đấy chưa anh em. Ok, giờ thì chúng ta bắt đầu chuyển thôi. Đây, ạc này thì mình được 146 thùng bia rồi, nhưng mà tạm thời mình sẽ không động đến con ạc này anh em, tạm thời để đấy đã. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sấy nào. Hai tướng hệ manh mấn rồi, hai tướng hệ này à. Ok, cái này dễ, đừng cái gì, cái này dễ các bạn. Hợp nào, Robin này cũng đến ngày hợp tướng về rồi anh em. Hai tướng dòng HP 5 sao, từ Zoro này hợp luôn, hợp luôn. Marco lên, Nau này lên. Dòng nhanh nhẹn hai cháu Moria cho lên luôn anh em. Rồi Hancock còn thiếu dòng nào ta, mình lấy ra mình điểm có thiếu dòng nào không.
Mày nó sắp mặt luôn, may quá thằng này vẫn được à. Hợp bớt được đoạn nào lên đoạn đấy anh em, đỡ đoạn đấy. Ok, vừa đủ. Lên nào. A này, cho A lên luôn anh em. Cho A lên luôn. Thức tỉnh A lên. Hôm sau sẽ lâng A nhá. Thế là vẫn thiếu à? Vẫn thiếu dòng thông minh đúng không bạn? Hiến tế đi. Giờ chúng ta sẽ đi hiến tế. Xem nào, có cháu nào để hiến tế không đây? 2, 4, vẫn thiếu 5 tướng anh em, vẫn thiếu ạ. Cay thật sự các bạn. Giờ hiến tế cũng không đành. Sẽ mua thêm chỗ đệ đi. Mua thêm chỗ đệ để đấy đề phòng thôi. Bây giờ giờ kiếm làm sao ra được một cái đấy nữa nhỉ? Tôi cứ học lên đi. Đẩy cũng được. Rồi, đủ rồi các bạn, may quá. Hay là cuối cùng cũng đủ rồi. Không những đủ mà còn dư luôn ạ. May quá đi. Lên. Rồi ôi. Ok, ăn hết sự kiện luôn nha các bạn nha. Đấy, hốt hết sự kiện luôn. Được 20 bia, 24 cốc bia vàng này, 10 thùng bia. 10 thùng bia rồi. Ui, hai bộ ấy luôn à. Hai bộ quý tộc, một bộ thương lái. Giờ thì xem nhân phẩm tới đâu nào. Phanky, được đấy. Mình cũng đang tính chơi Phanky anh em, ra Phanky là ngon rồi, ra Phanky là thấy ok rồi. Cửa hàng xem nào, hiện tế xem hiện tế mình còn bao nhiêu điểm. 1k9 à, chắc phải sấy tướng 4 sao bớt đi anh em, chắc sấy tướng 4 sao đi để đổi sự kiện. Từ để mình đi sấy xem là xem được nhiều không bạn. Giờ chúng ta sẽ đi sấy tướng 4 sao nhá để đổi sự kiện xem nào. Dòng HP, sấy từ dòng HP đi. Hai trăm điểm, ui tám tướng được 200 điểm thôi à. Cái này thì hơi thốn đấy nhờ. Một sao, đây bốn sao này, bốn sao. Ô đây. Ngon. Ngon, có chế độ này ngon các bạn. Cái này là nhiều nhất này. Hiến tế. Cái này cũng chẳng thua bạn, hiến tế này cũng chẳng thua. Thôi cứ để tạm thời để đấy anh em, để khi còn dùng nhiều nữa. Thôi hiến tế tạm thế thôi. Để mình xem nó còn gì hot không đã. Ok, mình vừa mới đi vào đào bánh sau anh em, mình thấy có chỗ để tiêu rồi. Có chỗ để cần dùng rồi các bạn. Chúng ta sẽ vào đào bánh mua đồ nhá. Đây, chúng ta sẽ vào đào bánh để đi mua đồ các bạn. Sấy nào, 500 kim cương này. Bắt đầu tiêu sự kiện anh em. 1 mét thiếu vàng đấy, quả này lại thiếu vàng rồi các bạn. Nhưng mình đang bảo nếu mà đủ cái này mình sẽ sấy luôn. Đấy, nãy giờ là được hơn 50 cái rồi. Cái này nên mua này. 700 2m4 như vừa hết luôn, vừa tròn hết vàng luôn các bạn. Cay nhờ. Xem nào, bán quay sự kiện được 100 mới được 115 anh em, cái này phải tích thôi. Chúng ta vừa tiêu hết hơn 1k kim cương rồi. Ui. Ngon, nhận được hồn nữa này. Nhận được hồn các bạn. Xem nào sự kiện nào. Triệu mộ hải tặc thì ăn hết rồi này. Tiêu phí kim cương. Ui, các mốc tiếp theo đều nhận được 500 nữa kìa. Ngon các bạn.
Thế thì được, nên ăn đến mốc 8k hiện giờ là mình còn ăn được thêm hơn 2k hồn này nữa. Hơn 2k hồn là mình sẽ được đủ đấy bạn, đủ hồn hải tặc để đổi rồi này, sắp đủ được hồn để tặng để đổi rồi. Cố gắng để đổi phút để nâng một cháu lên người sao anh em để đẩy tiếp. Từ từ mình từ từ các bạn. Ui có phút 10 sao luôn này anh em này. 8k hồn được 1 phút 10 sao này. Từ từ chắc mình đi hiến tế hết quá. Sấy luôn đi anh em, để mình đi sấy xem nào. Ok, sấy hết mới cũng được 4k4 nữa các bạn. Ăn thiếu nhiều quá. Bù sao lại cho hết được giờ. Thôi cái này ngày mai tính anh em, dẫn ta qua con nạc xe vào mới của mình, qua con nạc kia để sấy nha các bạn nhá. Ok, tài khoản anh em này. Tài khoản 131, mật khẩu là tài khoản 13. Đây nha các bạn nhá. Để ghi sai chữ này, không tiện đăng nhập không được này. Đó, ok, giờ mình cài lốt đáng qua mình mới nhập xong mình nhận quà thôi chứ chưa mình chưa cày. Đây, vào cho anh em xem qua luôn. Đấy, giờ mình sẽ cày, sau đó thì chúng ta sẽ sấy thực hiện xem là có ra được ra gì và này nọ không anh em. Biết đâu lại ra gì và này nọ phết đấy các bạn. Đây, hôm qua thì mình có sấy qua thì chúng ta được 50 thùng bia này các bạn này. Đấy, đăng nhập ra vào 50 thùng bia này. Đấy, đồ đây, giờ mình sẽ cày đấy nha, cái lốt phần còn lại đã rồi chúng ta sẽ chơi tiếp sự kiện. Ok, xong nha các bạn. Nhận qua qua nào. Mình quên nhất hôm qua, nên hôm qua mình nên sấy thì hôm qua thì chúng ta sẽ được thêm 10 thùng bia nữa các bạn, 10 đến 15 thùng bia nữa, nhưng mà được cái hôm qua mình quên các bạn, thành ra là hôm nay sự kiện may thì làm gì có thùng bia đâu, được có 62 thùng thôi. 62 thùng chắc cũng đủ chơi các bạn. Xem nào. Lát thế nhờ. Nữa hả? Đây rồi anh em. Giờ có mỗi kho báu mới 5k kim cương thôi à. Không có thì tiêu phí kim cương anh em. Cay thật sự ạ. Hồn hải tặc. Thôi chúng ta đi sấy rồi các bạn, chúng ta cùng đi sấy đó nào. X10. Sô cái kinh. X10 phát nữa. Tiếp tục là X10 các bạn. Ui ngon. Ra lau này anh em. Ui tuyệt vời. Đây là chúng ta đã có một cháu rồi. SMS đồng hoàng các bạn nhá. Đấy, khô máu sấy sự kiện thôi. Dòng thông minh là quên dòng sinh khí nào. Quay lại dòng sinh khí phát. Sanri Roro. Lại quay lại bền bỉ cái nữa nào. Bền bỉ sấy khó ra nhỉ. Các bạn có công nhận điều này với mình không? Mình thấy bền bỉ về sấy xem mà mới khó ra nhá. Nhận qua nào, 60 thùng bia cũng ổn anh em. Nói chung là cũng được của nó. Ok, tiếp tục. Hợp trang bị. Hợp nào. Một cái này. Một quả cầu. Hợp nào, lên nào. Hợp nào, chopper à. Nâu này. Hợp lên anh em, hợp lên tí ra lấy thêm đồ nữa. Tiếc nhỉ, sấy sự kiện mới cũng hơi đen anh em. Tính ra sấy sự kiện mới nên thấy hơi đen nhá. Lên nào. Hợp. Rồi, hai tướng nữa. Tiếp tục. Ngẫu nhiên ra tướng SS Putaro Megalan 2S thì dòng gì đây? Lại Hancock à? Hôm nay ra Hancock nhiều nhỉ? Nhận sự kiện tiếp nào. Chúng ta có gì không? Chúng ta được 5 thùng bia đấy anh em. 5 thùng bia và 24 cốc bia vàng. Sấy hết luôn. Chơi khô máu sự kiện. Hôm tuần này thấy nhiều anh em nhờ lắm. Ngày mai chắc lại có video sấy sự kiện tiếp anh em. Ngóng chờ, nói chung thì cũng mong trông chờ thôi anh em, trông chờ ngày mai. Mong rằng sẽ sấy ra được cái gì đó ngon ngon cho bạn ý ngày mai. Ngày mai sẽ có video sấy sự kiện nha. Ok, nói chung sự kiện này thì cơ bản này thôi. Code thì mình làm rồi, có 11 code code nha các bạn nhá. Đây code code mình có để dưới phần mô tả đó chứ cũng không có code mới đâu. Ok, còn đâu video này chắc mình cũng xin phép tạm thời kết thúc thôi. Hẹn gặp anh em ở clip về video tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em đã theo video của mình rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.